Lê Tiến Huy, sinh năm 1996 tại Yên Bái, không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Với lối nói chuyện hóm hỉnh và kiến thức đa chiều về lĩnh vực y học, trang Facebook của Huy đã thu hút hơn 100.000 người theo dõi. Gần đây, Huy đã trở thành người tiên phong trong việc sử dụng mạng xã hội MXX để chiến đấu với các nhóm sử dụng kiến thức y học thiếu chính xác, gây hiểu biết sai lệch cho người dân. Lê Tiến Huy đã trò chuyện với phóng viên về sứ mệnh của mình. Chào Huy, rất vui được trò chuyện với bạn. Anh bắt đầu sử dụng MXX để chia sẻ thông tin từ khi nào? Trước đây, tôi không sử dụng MXX vì không quen và không có thời gian. Tuy nhiên, sau khi thử dùng Facebook, tôi nhận thấy mọi người chia sẻ về nhiều vấn đề xã hội, cá nhân và gia đình, điều này thú vị. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy nhiều kiến thức về y tế và chuyên môn bị biến tướng. Mọi người thường nhắc đến các vụ scandal và thông tin tiêu cực về ngành y tế mà không thể hiểu được công việc của bác sĩ và nhân viên y tế. Thêm vào đó, thông tin không chính xác và các trào lưu về sức khỏe không tốt cũng tràn lan, và hậu quả của chúng là ngành y phải chịu. Tôi tự nhiên cảm thấy rất bức xúc và muốn chia sẻ để mọi người hiểu về công việc của những người làm việc trong lĩnh vực y tế và suy nghĩ của họ. Vào lúc đó, tôi đã nảy ra ý tưởng sử dụng mạng xã hội để chiến đấu với thông tin sai lệch. Mỗi người có cách chia sẻ thông tin khác nhau, nhưng quan trọng là điều đó phải bắt nguồn từ trái tim và sự tử tế. Đây là quan điểm của tôi từ trước đến nay. Tôi cố gắng lan truyền sự tử tế càng nhiều càng tốt và rộng rãi hơn. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tầm nhìn chung của chúng tôi luôn xoay quanh sự tử tế. Lê Tiến Huy, sinh năm 1996 tại Yên Bái, không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Với lối nói chuyện hóm hỉnh và kiến thức đa chiều về lĩnh vực y học, trang Facebook của Huy đã thu hút hơn 100.000 người theo dõi. Gần đây, Huy đã trở thành người tiên phong trong việc sử dụng mạng xã hội MXX để chiến đấu với các nhóm sử dụng kiến thức y học thiếu chính xác, gây hiểu biết sai lệch cho người dân. Lê Tiến Huy đã trò chuyện với phóng viên về sứ mệnh của mình. Chào Huy, rất vui được trò chuyện với bạn. Anh bắt đầu sử dụng MXX để chia sẻ thông tin từ khi nào? Trước đây, tôi không sử dụng MXX vì không quen và không có thời gian. Tuy nhiên, sau khi thử dùng Facebook, tôi nhận thấy mọi người chia sẻ về nhiều vấn đề xã hội, cá nhân và gia đình, điều này thú vị. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy nhiều kiến thức về y tế và chuyên môn bị biến tướng. Mọi người thường nhắc đến các vụ scandal và thông tin tiêu cực về ngành y tế mà không thể hiểu được công việc của bác sĩ và nhân viên y tế. Thêm vào đó, thông tin không chính xác và các trào lưu về sức khỏe không tốt cũng tràn lan, và hậu quả của chúng là ngành y phải chịu. Tôi tự nhiên cảm thấy rất bức xúc và muốn chia sẻ để mọi người hiểu về công việc của những người làm việc trong lĩnh vực y tế và suy nghĩ của họ. Vào lúc đó, tôi đã nảy ra ý tưởng sử dụng mạng xã hội để chiến đấu với thông tin sai lệch. Mỗi người có cách chia sẻ thông tin khác nhau, nhưng quan trọng là điều đó phải bắt nguồn từ trái tim và sự tử tế. Đây là quan điểm của tôi từ trước đến nay. Tôi cố gắng lan truyền sự tử tế càng nhiều càng tốt và rộng rãi hơn. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tầm nhìn chung của chúng tôi luôn xoay quanh sự tử tế.